Tối ngày 10 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo khẩn những người đã đến nhà hàng tiệc cưới Adora Nguyễn Kiệm từ 17h20 đến 20h30 ngày 30 tháng 1 liên hệ ngay trạm y tế phường 3 vì có ca nhiễm COVID-19 từng dự cưới tại đây. Ông Đinh Công Dũng, trưởng trạm y tế phường 3, quận Gò Vấp cho biết, qua quá trình truy vết, thành phố vừa ghi nhận bệnh nhân 2016 tên H từng đến nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm tại địa chỉ 371 Nguyễn Kiệm, tham dự tiệc cưới tại sảnh Sophia từ 17h20 đến 20h30, ngày 30 tháng 1. Ngay lập tức, Ủy ban Nhân dân phường 3 vừa phát thông báo khẩn đề nghị những người từng đến nhà hàng Adora tại sảnh Sophia vào khung giờ trên cần liên hệ ngay trạm y tế phường 3, địa chỉ 124-3 đường Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp, hoặc liên hệ số điện thoại 0765-333-771 để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân 2016 cùng bệnh nhân 2014 và bệnh nhân 2015 là em trai, mẹ và bố ở chung nhà với bệnh nhân 2003, nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, sinh sống tại quận 12. Từ ngày 6 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 33 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 8 ca liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.